các anh em quay trở với kênh YouTube bên em nhá. Và hôm nay thì bên em kiểm tra lại hàng hóa ở dịp đầu năm mới thì em thấy rằng là có một mẫu DVS Stick KM330 Pro. Và đây chắc chắn là một cái niềm vui cho tất cả anh em khách hàng rồi. Bởi vì có một phiên bản cũ của DVS Stick KM330 Pro vẫn còn sót lại, nên em quyết định xả luôn cho anh em, chỉ có duy nhất một bộ thôi. Đây là mẫu vàng cơ lai số cao cấp của nhà phân phối DVS Stick, là mẫu sản phẩm chính hãng của nhà phân phối DVS Stick cho anh em. Tên model là KM330 Pro. Mẫu này thì là phiên bản cũ, so với phiên bản mới thì sẽ không có điều khiển cho anh em. Chính vì vậy em Tùng sẽ xả cho anh em với mức giá cực kỳ ưu ái là 2.600.000 đồng. Mẫu DVS Stick KM330 Pro thì giá đi biết đang là 2.950.000. Đấy, để anh em có thể tham khảo. Và nếu như anh em nào muốn chốt ngay bây giờ thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio nhá. Đây, bây giờ cùng với em Tùng đập hộp luôn cái mẫu sản phẩm DVS Stick KM330 Pro cho anh em. Hộp của em DVS Stick vẫn còn nguyên nhá, vẫn còn mới luôn các bác ạ. Hàng vẫn là hàng mới mà, nhưng mà em cũng để khá là lâu rồi. Em hôm nay em kiểm tra lại còn sót duy nhất một con DVS Stick này thôi. Mới 100% luôn anh em ạ. Đấy. Từ logo thương hiệu này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Phiên bản là màu đen nhá, có một màu duy nhất thôi, không có bản màu trắng như anh em đâu. Đấy, còn một con duy nhất. Con này thì lại không có điều khiển so với phiên bản mới, thế nên là em quyết định giảm luôn cho anh em 350.000. Chỉ có 2.600.000 rồi, miễn phí ship toàn quốc tặng cho ba anh em một đôi giày đấu nối. Quá tuyệt vời rồi. Và bây giờ thì cùng với em Tùng cắm lên và thử chất âm của DVS Stick, cũng sản phẩm vác cơ lai số cao cấp. Ok. Cũng có rất nhiều anh em hỏi em về cái dòng sản phẩm của DVS Stick này, cũng có rất nhiều anh em đặt hàng rồi. Và nếu như mà em kiểm tra từ sớm thì chắc chắn là cái con này bây giờ cũng không còn. Vì anh em vừa thích một dòng sản phẩm DVS Stick như thế này mà lại vừa thích về cái tiếng chất âm, mà hơn nữa thì giá thành nó lại rẻ hơn nữa, có 2.600.000 đồng thôi, thì anh em không thể bỏ qua được cơ hội này, đúng không ạ? Bây giờ thì cùng với em Tùng trải nghiệm chất âm nhá. Trước khi đi vào phần test chất âm thì em sẽ nói qua lại một lần nữa cho các bác anh em khách hàng đang quan tâm theo dõi sản phẩm bên em. Đây là mẫu vang cơ lai số DVS Stick KM330 Pro, có đầy đủ tính năng giải delay, repeat, reverb, echo, reverb chỉ riêng. Exciter lưng tiếng mic âm, rồi bass mic chép đầy đủ phần mic, bass mic chép đầy đủ phần nhạc. Anh em thể điều chỉnh một cái chi tiết với cái dòng DVS Stick KM330 Pro này. Đây là ba phím volume rất quan trọng, effect vang nhạc, âm lượng tổng mic và âm lượng tổng nhạc. Anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy thuộc vào sở thích cũng như là bộ karaoke gia đình nhà anh em, cảm giác làm sao nó hài hòa nhất là được. Và quan trọng nữa đó chính là tính năng FB chống ngủ cực kỳ tốt của DVS Stick. Mặt màn hình full 4K màu xanh hiển thị đầy đủ thông số cho anh em điều chỉnh chi tiết, và nó sẽ hiện ngay ở cái mặt màn hình điện tử này. Ok, và ngay bây giờ cùng với em Tùng thử một chút chất âm của DVS Stick nhá. Cắm luôn mic dây vào em test cho anh em nghe luôn chất âm của DVS Stick nào. Alo, 1256-7890, 1256-7890, 1256-7890, 1256-7890, alo. Ok, anh em nghe tiếng chất âm của DVS Stick KM30 phiên bản cũ này như thế nào? Thì quan trọng là không phải là phiên bản mới hay là phiên bản cũ, nhưng mà về chất âm thì em nghĩ là giống nhau cả. DVS Stick KM30 phiên bản cũ cũng như là phiên bản mới, tiếng chất âm cho ra thì quá là mượt mà rồi. Ngoài ra chế độ chống ngủ FB cực kỳ ổn định cho anh em nữa. Đây là một cơ hội cho anh em với mức giá chỉ có 2.600.000 đồng thôi, duy nhất một con DVS Stick KM30. Dòng sản phẩm chính hãng thì không thể thiếu được logo thương hiệu còn nguyên này đó, lượng DVS Stick, và quan trọng là mã QR vẫn còn tem cào anh em kích hoạt mã bảo hành nhá, vẫn có bảo hành là 12 tháng và không có chế độ một đổi một, bởi vì chỉ còn duy nhất một con phiên bản cũ này thôi. Anh em nào muốn mua thì có chế độ cho anh em test hàng một tháng thoải mái đấy. Ok chưa? Nếu như anh em nào muốn mua thì ngay bây giờ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Tùng Audio Hải Dương 0979629336 nhé, để đặt hàng ngay một con DVS Stick vang cơ lai số cao cấp nhất, giá chỉ có 2.600.000 đồng thôi. Video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian quan tâm theo dõi của kênh Tùng Audio. Xin chào.